khi mình không có tiền thì đấy là một nguyên nhân để khiến cho mình gặp phải sóng gió không ạ? Và khi mình bắt đầu có tiền rồi thì sóng gió nó khác Nhưng mình chả cần giải quyết Nó có xuất hiện nhưng nó không phải là vấn đề cần giải quyết Chúng ta chỉ có vấn đề cần giải quyết khi mà nó gặp rắc rối Như vậy thì tiền bạc Anh em cứ đừng coi thường Ai muốn chia sẻ xem bạn muốn điều gì nào Vâng xin mời cô gái Em chào thầy, chào tất cả các bạn Mình là Hương, mình đến từ Hương Yên ạ à. Ừ, trong chương trình này em mong muốn đó là học hỏi được uh, tính kỷ luật về bản thân, vượt qua được sự trì hoãn và thứ ba nữa là tìm được tiếng nói chung với cả chồng em và kiềm chế được tính nóng giận và hay bỏ cuộc của bản thân. À. Biết nằm mục tiêu và theo đuổi mục tiêu đến cùng ạ. À, được rồi, trì hoãn, mục tiêu, theo đuổi, nóng tính. Chồng, anh em không ghi à? Đấy là hồ sơ khách hàng, còn gì nữa? Rồi. Em còn mong muốn đó là học được cái kỹ năng quản trị cảm xúc cảm và xúc. muốn trở thành một con người mạnh mẽ. Được ok, thêm mạnh mẽ. Và mong muốn trở thành một con người mạnh mẽ, muốn vượt qua mọi lỗi sợ hãi và không chạy trốn bỏ cuộc mà đương đầu ạ. À, đương đầu, không bỏ cuộc, vâng. mạnh mẽ, chồng, ừ, bỏ cuộc, à, bền bỉ, kiên trì, dũng cảm. ok vâng. <laughs> Cô thừa rồi còn gì nữa mà kiếm cái gì nữa. Nhưng mà em hay bỏ cuộc lắm. Cô nói từ nãy đến giờ mà tôi thử ngăn mấy lần, cô có bỏ cuộc đâu. là những cô em chào một tay thật lớn, rất là tuyệt vời. Cảm ơn cô. À, Hưng Hiền, à, xin mời tiếp tục. Ai à, muốn chia sẻ? Vâng, mời áo đỏ. Em chào thầy, chào tất cả các anh chị. Em là Thảo, đến từ Hà Nội ạ em đến lớp học này với các mục tiêu sau ạ thứ nhất là em muốn được phát triển bản thân để thay đổi bản thân mình và liên tục tiến lên cái thứ hai nữa là em đến lớp học này với mục đích là em có mang theo hai bạn nhân viên của em và em mong muốn là khi đến với khóa học thì các bạn nhân viên của em sẽ nhận thức được cái sự thay đổi tích cực và sẽ có cái tư duy thay đổi và liên tục tiến lên giống như em bởi vì em cũng đã được học lớp offline của thầy vào uh, đầu tháng 5 và khi sau cái cuộc học SEO xuất rất system 14 ấy ạ, về bản thân em đã nhận thức được là cái sự thay đổi trong em rất là nhiều, đó là điều đặc biệt là mỗi buổi sáng thay vì em dậy lúc 8 giờ thì em đã duy trì được dậy từ lúc 5 rưỡi sáng đến từ sau buổi học của thầy đến ngày hôm nay và em sẽ liên tục tiến lên nữa để được nhận nhiều giá trị hơn nữa. Em cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị ạ. Rất là tuyệt vời. Hôm nay cô ấy đến đây, cô ấy mang theo hai cộng sự của mình để mong rằng là cộng sự của mình cũng sẽ thay đổi tích cực nhanh giống như cô ấy. Cô ấy vừa trở về từ lớp học Sales Success System và cô ấy cũng mong muốn rằng là mình sẽ tiếp tục tiến lên trên cái hành trình này đã dậy sớm hơn và có những suy nghĩ tích cực hơn. Hôm nay thì cô ấy đến đây là cũng mong muốn thêm nhưng mà quan trọng hơn là thêm cho các cộng sự của mình. Rồi xin mời tiếp theo anh muốn ạ, và mời chàng trai. À, em uh, xin gi giới thiệu em là Ngô Xuân Ngọc, em 42 tuổi, em đến từ Hà Nội. Tôi muốn nhận được những điều sau. Tôi muốn uh, nhu cầu phát triển và nhu cầu yêu thương kết nối ạ. Uh. Tôi muốn các kiến thức và động lực uh, để gia đình tôi luôn được hạnh phúc tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo sống chính trực có ý nghĩa và như một nhà lãnh đạo tài giỏi và tôi muốn sống có ý nghĩa với cộng đồng với gia đình và với mọi người và tôi thực sự cũng tất cả những cái như tiền bạc như kiến thức hoặc là những cái công việc kinh doanh của tôi thì với tôi cũng chỉ để đạt được cái mục đích như vậy ạ à, bởi vì tôi có một cái nỗi đau rất là lớn mà tôi có thể tôi chưa đủ lớn để tôi có thể giải quyết được thì à, nếu mà được thì cũng mong thầy à, hướng dẫn giúp em ạ Nỗi đau gì anh ngọc Nỗi dạ. đau là gì à, cũng là gia đình em à, chưa giải quyết được à, công việc gia đình ạ đấy nghĩa là em cũng chưa biết được là mình quyết định như thế nào là đúng ạ à anh có đi hà tĩnh lần này không à, em à, chưa đủ tiền để em đi ạ em rất muốn đi ạ chưa đủ tiền để đi thì tí nữa tôi giải quyết luôn đỡ phải đi được không? Dạ Cảm ơn anh Ngọc và mời anh Ngọc ngồi xuống Vâng xin mời một ý kiến nữa nào Vâng mời chàng trai áo trắng nào Em cho thầy và các anh chị em em Lập Phương ạ Em nhận thấy rằng ở trong con người mình có rất nhiều cái điểm yếu đó là những cái nỗi sợ Những cái sự rụt rè, cái sự thiếu kết nối à, Em đã tham gia hầu như tất cả các khóa học của thầy Cái khóa học vào Tết à, Dương Lịch năm ngoái Thì khi thầy đứng ở trên sân khấu này Và thầy truyền lửa cho mọi người và xong khi mà thầy ngồi ghế nói chuyện Thì em cũng nói chuyện với thầy Em bảo là em muốn một ngày Em cũng làm được như thầy Và đứng trên sân khấu Và nói chuyện với những người bên dưới Là những người giáo viên Và sau đó thì thầy nói rằng là Thế thì em biết phải làm gì rồi đấy Tức là phải vào Eagle Camp Tức là phải tham, tham gia uh, Ultimate Training đối với em Không phải à. Ở trong cái cuốn sách này Em đọc chưa Có rồi đấy Tôi biết là những người học tôi đều mua rồi đấy Mua chưa À, em em chưa mua cái này ừ, thôi nhìn đó. không rõ. sao nhưng mà chưa mua đúng không không sao hết đấy mọi người đều muốn ấy, giống em này nhưng mà tất cả những cái điều muốn ấy, thì đều là năng lượng âm nó chỉ đạt được cái mức 125 cách rất xa cái mức trung bình là mức can đảm 200 cuốn này tên là power and force tức là sức mạnh và lực giải quyết các vấn đề về trường năng lượng tất cả cái điều mà em nói đây ấy, là khao khát thì khao khát nó đem đến cái em là cái năng lượng âm nó còn cách rất xa so với cái tầng năng lượng trung bình ở đây nó còn tụt thế này trên khao khát nó còn có tức giận trên tức giận nó mới còn kiêu hãnh trên kiêu hãnh nó mới đến căn đảo nên là khao khát thì thực ra rất là nhiều người nói là muốn ý thì mới được nhưng mà thực ra muốn nó không được đâu muốn là năng lượng nó âm không đạt được Thưa thầy sau khi đó thì em thấy rằng là mình cần phải có mặt ở đó và em không chỉ muốn mà em đã hành động rất là quyết liệt trong vòng 2 năm qua và ngày hôm nay em bước chân vào đây là với vai trò Eagle mới ạ. Thì em phải đặt đặt chữ là can đảm. Và hôm nay đã can đảm chưa? Vâng ạ. Rồi cảm ơn em. Đây cũng là một câu chuyện trong cuộc sống. Tiêu chung lại thì cái mong muốn của các anh chị thì nó sẽ giống như là tất cả mọi người đây thôi. Nhưng mà sau khi tôi nghe tất cả những cái điều ấy tôi nghe tôi không sướng. Tất cả các anh chị em mình học với tôi thì đều biết một cái từ mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Tôi gọi là năng lượng nếu như bạn muốn học tập tốt hơn thì bạn cần năng lượng và tôi cũng chia sẻ cái điều này nếu như hôm nay ấy, anh chị em mình có con mà mình muốn con mình nó học tốt hơn thì mình cần tạo ra hoặc hướng dẫn con mình tạo ra cái thứ được gọi là năng lượng này vậy thì năng lượng thực tế là cái gì bằng nhiều phương pháp khoa học khác nhau bao gồm cả khoa học tâm linh chú ý tôi dùng từ tâm linh ở đây không có nghĩa là từ u mê tin vào một cái điều mà có cơ sở thì chúng ta gọi là tâm linh Tin vào một cái điều mà không có cơ sở thì chúng ta gọi là u mê Nhìn vào một con người thì chúng ta có thể đo được ngay cái tầng năng lượng của anh ta Tin vào một cái điều gì đó Ví dụ này tôi mời một bạn đứng lên nhé tôi hỏi cho mà xem Một bạn nào đấy chưa từng học tôi từ bao giờ đi đứng lên tôi xem nào Một bạn nữ chưa từng học thôi bạn nam đi Bạn nam nào đang là chủ doanh nghiệp chưa từng học tôi Chủ doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên à, Bạn là nam nhé để tôi mời anh áo trắng này gần tôi nhất này Bây giờ tôi tôi đo năng lượng của anh này nhá Bây giờ anh chị em nhìn tôi đo năng lượng rất đơn giản Anh tên là gì này Dạ vâng em xin chào thầy cùng tất cả các bạn đây ạ Em tên là Kiên ạ Anh Kiên Rồi Anh chỉ cần nói thế này thôi nhá Là nó mạnh hẳn lên này Tôi tên là Kiên Tôi tên là Kiên ạ Anh làm lại nhá Anh làm đúng như tôi này Tôi tên là Kiên Tôi tên là Kiên ạ Vâng, ừ, cảm ơn anh Kiên. Sao anh biết anh tên là Kiên? Cái tên này là do bố mẹ em đặt từ khi khai sinh ạ. Rồi, sao anh biết cái tên đấy là do bố mẹ anh đặt mà không phải do bà bác sĩ đặt? Cái tên này thì là do bố mẹ em kể chuyện lại cho em nghe. Có khi nào mà bố mẹ anh đã từng kể cho anh một cái chuyện gì đó, sau này anh phát hiện thấy đấy không phải là sự thật không? Có thể ạ. Sao anh biết anh tên là Kiên? Anh chị em có thể nhìn thấy là cái cái vai của anh ấy đã trùng xuống rồi phải không ạ? Có nhìn thấy cái vai của người đàn ông mạnh mẽ lúc đấy nó trùng xuống rồi nó cong xuống rồi đấy không ạ? Bây giờ anh đứng thẳng lên này. Đúng không? Anh vươn vai thẳng lên anh đẩy ngực cho anh trước, anh đẩy cái cổ đầu của anh ra đằng sau một tí nào. Anh đứng vai căng lên, đẩy ngực cho đằng trước. Sao anh biết anh tên là Kiên? Em biết cái tên này từ khi mà bố mẹ em kể lại câu chuyện cho em ạ. thế thì bố mẹ anh có kể cái chuyện gì cho anh mà sau này anh phát hiện là sai không? Em có đây ạ. Sao anh biết anh tên là Kiên? em tin vào câu chuyện bố mẹ em kể à anh chị em có thấy cái lúc này nó khác và bây giờ nó khác không ạ chúng ta chỉ cần thay đổi cái này cái là cái câu chuyện của chúng ta nó khác dần đi năng lượng của anh kiên với năng lượng của tôi cái nào mạnh hơn ạ của tôi mạnh hơn thì nếu mà đi cùng tán gái đi anh em mình cùng đi tán gái thì theo anh xác suất ai thành công cao hơn nếu cùng một mục tiêu chắc chắn là thầy ạ thế thì khi mà anh đã xác định là tôi thắng rồi trong suy nghĩ rồi thì anh nhường tôi luôn đúng không dạ vâng thế là anh thua tôi rồi Thua này người ta gọi là thua ngay trong tâm trí. Thế bình thường thì anh có làm thế không? Ngày xưa ấy. Trước khi cưới vợ ấy. Trước khi cưới vợ vâng. Cũng nhìn đối thủ thầy ạ. Có nhìn không? Có, à. có nhường không? Khi mà mình muốn rồi mình cũng thi đấu hết thì sự. Thi đấu đến cùng đúng không? Dạ vâng. Thế, thế thì sao bây giờ anh lại nhường? Chỉ vì tôi đứng ở trên này thôi. Vì anh ngồi ở dưới đâu không ạ? Dạ vâng. vâng cảm ơn anh Kiên và mời anh ngồi xuống ạ. Dạ, cảm ơn thầy. <laughs> lấy ví dụ đây là một fan đấu giá công khai một cái tài sản nào đó đi một cái đất nào đó đi và nếu như tôi cứ làm như vậy thì theo các anh chị tôi có chiến thắng trong trò chơi đấu giá này có cái xác suất đấu giá thành công của tôi có không ạ và đấy là lý do mà khi các anh chị nhìn thấy tôi điều hành phiên đấu giá hoặc tôi tham gia vào đấu giá thì tôi luôn giành được chiến thắng trong trò chơi đấu giá của mình thường thì giá nằm thấp hơn giá dự kiến mà tôi đấu bởi vì tất cả những điều như vừa rồi đấy các anh chị tôi lấy một cái ví dụ cái tốc độ ra nếu như cái giá đấy còn nằm dưới cái giá mà tôi đấu thì cái tốc độ ra quyết định đấu giá của tôi rất là nhanh bên kia vừa mới kết thúc lời cái là bên này tôi đã xong lời của tôi rồi thì tôi luôn có hai trạng thái ví dụ như vậy đấu giá ví dụ như phe kia mà là một cái phe nóng giận nóng tính giống như cái chị đầu tiên thì tôi cứ làm thế này thôi hơn nghìn đồng tức là hơn đúng một bước giá thằng kia bảo là 5 triệu tôi bảo 5 triệu một thằng kia bảo 5 triệu à, rưỡi tôi 5 triệu 6. thằng kia 70 triệu tôi là 10 triệu 100 tôi cứ bền bỉ kiên trì bám sát như thế thằng kia là đây là giá cuối cùng tôi bảo thêm trăm nữa đến khi tôi thắng thì thôi thì đấy là cái chiến lược mà đấu giá với cái người nóng tính như thế kia thế còn lúc đấy còn cái anh ngọc ở đây thì tôi thường ra đòn quyết định luôn ông ngọc bảo 5 triệu giá của tôi là 20 triệu, 10 triệu, ông Ngọc bảo 10 triệu 100 tôi bảo 15 triệu, ông Ngọc bảo 15 triệu 100, 20 triệu. Ông Ngọc thôi buông. Thì đấy ví dụ như vậy thì tôi có thể thấy rằng là cái chị Hưng Yên kia tôi đấu theo một chiến lược khác. Anh Ngọc ở đây tôi sẽ đấu theo một chiến lược khác. Và rõ ràng nếu như anh chị nghe thì các anh chị thấy rằng là hai người này tính cách họ khác nhau đúng không ạ? Họ đều muốn cái thứ họ đã có. Và đó là một cái mong muốn không sai nhưng chả cần thiết. Cái chị đó chị cần cái thứ mà chị đã có thừa. Cái anh này anh cũng cần cái thứ mà anh ấy có thừa. Cái việc của tôi không phải là giúp cái chị cái chị cái chị Hương Yên chị sẽ đạt được tất cả những điều chị muốn đâu ạ. Sai. Cái chị cái, cái điều chị muốn không phải là cái điều chị muốn. Cái điều anh Ngọc ở đây muốn không phải là cái điều anh Ngọc muốn. Anh Ngọc anh nói rằng là ô tôi không cần tiền vì tiền cũng là chỉ đạt cái mục đích đó thôi. Nhưng mà anh ấy, sau đó thì anh ấy nói rằng là tôi không có đủ tiền để đi Hà Tĩnh. Vậy theo các anh chị có cần tiền không ạ? Cho nên anh Ngọc phải cần tiền. Theo các anh chị, nếu như đây anh những người đàn ông đã từng trải qua sóng gió trong hôn nhân. Có phải khi mình không có tiền thì đấy là một cái nguyên nhân để khiến cho mình gặp phải sóng gió không ạ? Và khi mình bắt đầu có tiền rồi thì sóng gió nó khác Nhưng mình chả cần giải quyết Có đúng không anh chị? Nó không phải là vấn đề cần phải giải quyết đúng không ạ? Nó có xuất hiện nhưng nó không phải là vấn đề cần giải quyết Chúng ta chỉ có vấn đề cần giải quyết khi mà nó gặp rắc rối Như vậy thì tiền bạc Anh em cứ đừng coi thường Tôi cũng giống như rất nhiều người đấy khi không có tiền thì cái vấn đề trong hôn nhân nó chỉ đơn giản là Làm nào để có thêm một hộp sữa Làm nào để có thêm một cân thịt Nó đơn giản vậy thôi và thế là mọi cái chuyện đổ vỡ nó đến từ những cái chuyện đơn giản này nên tiền bạc theo tôi cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta càng né tránh thì nó càng làm sao các anh chị nó càng thiếu mà nó càng thiếu thì những cái việc khác nó càng diễn ra cho nên tôi nghĩ rằng là anh em cũng phải xem lại tôi không thấy ông nào dám nói về tiền đây cũng là một cái điều rất là bình thường ở trong tất cả những chương trình chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo